Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân, tính đến cuối năm 2023, huyện Thới Lai đã có 9 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu trong năm 2024 này, huyện sẽ xây dựng và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với tất cả 12 xã, đồng thời hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Cần Thơ đã tiến hành bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã của huyện Thới Lai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Cụ thể, xã Trường Thành được Hội đồng thống nhất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Thới Tân và Trường Xuân B được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với Thới Tân là địa phương nông nghiệp thì các cái sản phẩm từ trước đến nay chủ yếu là sản xuất lúa, nhưng mà khi mà được trên triển khai thì có một số sản phẩm truyền thống thì xã cũng đưa vào để xây dựng các cái sản phẩm mô cốp để là phát huy cái giá trị là của sản phẩm truyền thống ở địa phương. Cái mức sống bà con cũng được nâng lên, vận động bà con là chấn chỉnh lại khu vực của mình ở và cảnh quan môi trường cho nó đẹp, nên nông thôn mới kiểu mẫu cho nó khác hơn nông thôn mới. Huyện Thới Lai có 12 xã và 1 thị trấn. Đây là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất của thành phố Cần Thơ hiện nay. Theo nghị quyết của huyện ủy, đến năm 2025, địa phương sẽ có 6 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thế nhưng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tính đến cuối năm 2023, Thới Lai đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về cái cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đưa điện, đường, trường, trạm, các cái trụ sở đều được là khang trang, nơi làm việc được là thoáng mát. Đặc biệt là 94 cái nhà văn hóa ấp cũng được xây dựng mới và hoàn chỉnh rất là đẹp. Rồi nhà văn hóa của xã cũng được là sinh hoạt, dụng cụ thể dục thể thao ở tất cả 12 cái nhà văn hóa này đều được bà con nhân dân đồng tình. Sáng thì có tập thể dục. Đặc biệt nữa đó thì người dân của huyện Thới Lai là đóng góp 100% về cái hệ thống chiếu sáng công cộng trên cái đường 4 thước và cái đường 2 thước để tạo cho cái một là cái cảnh quan môi trường, hai cái về an ninh trật tự, ba về đảm bảo cái trật tự cái an toàn giao thông. Trong năm 2024 này, Thới Lai phấn đấu xây dựng đạt chuẩn 3 xã còn lại là Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình, đồng thời hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.